OK, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MẠNG STUDIO. À, sau những cái loạt video review về chiếc HP Victor ấy, thì tôi thấy là anh em đã rất thích sản phẩm này rồi. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng, ấy, chúng ta sẽ gặp một số cái vấn đề, một số cái thắc mắc về cái trải nghiệm, về cái cách sử dụng của sản phẩm HP Victor. Thế nên là tôi làm video này để hướng dẫn cho anh em về các cái cách sử dụng, các cái cách tối ưu cả về phần mềm cả về phần cứng để sao cho anh em có trải nghiệm tốt nhất. Bắt đầu nhá. Ok, rồi bây giờ nó là vấn đề đầu tiên Chắc là anh em anh cũng nhận ra là trên tay tôi đang là cái gì rồi Đây chính là cái bộ sạc 200W đi kèm của HP Victor Với tất cả các phiên bản từ AMD R5, Intel i5 hay là Intel i7, AMD R7 Thì đều sử dụng cái bộ sạc là 200W này Đây là một bộ sạc có thể nói là cũng gọn rồi Tuy nhiên thì nó vẫn có vẻ là đối với anh em thì nó vẫn hơi to và hơi dài Đấy cho nên là anh em không muốn sử dụng sạc. Tuy nhiên thì để đạt được cái hiệu suất tối đa và cái thời gian sử dụng tối đa ấy thì mình khuyên là anh em nên sử dụng cái bộ sạc chính hãng này mọi lúc mọi nơi. Tại vì là bây giờ ở trên group HP thì mình cũng có thấy rất là nhiều anh em ấy đến năm 2022 rồi vẫn đang có thói quen là dùng laptop là rút sạc ra. Đây là một cái chuyện cực kỳ buồn cười tại vì là bây giờ tất cả các laptop đều có cái chế độ là Khi mà chúng ta cắm sạc à, Máy sạc đầy pin thì sẽ tự động chuyển sang Dùng cái nguồn từ laptop Đấy cho nên là chúng ta không cần sợ chai pin nhá Đấy còn khi mà chúng ta rút sạc ra nhà mình sẽ hướng dẫn cho anh em Cái cách setup để chúng ta có thể đạt được cái thời lượng pin tối đa khi mà không dùng sạc Rồi thì như anh em đang nhìn thấy thì ở cái trên màn hình ấy thì chúng ta đang có một chiếc là HP Victor với cái cấu hình mà rất là phổ thông mà được anh em sử dụng nhiều đó chính là em 5 năm năm nghìn h này đấy với các là rtx ba nghìn năm mươi t đó thì đây là một chiếc máy mới hoàn toàn đấy mới một trăm anh em thì nhìn thấy là cái desktop chống trơn rồi là chúng ta đang có nguyên tất cả các setting thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em là làm như thế nào để có thể có cái thời lượng pin tối đa theo cái nhu cầu của anh em đầu tiên thì chúng ta sẽ là phải bật cái chế độ tiết kiệm pin lên thì đây là tôi đang cắm sạc thì anh em có thể là vào phần start này chúng ta gõ là power save đó. Sau đấy thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ là power optima ở đây và battery saver đây. Thì là anh em sẽ chọn là bình thường nó sẽ là để là à, ví dụ như là 20% hay bao nhiêu đấy. Đấy thì bây giờ chúng ta đang cắm sạc cho nên là chúng ta không thể bấm uh, turn on được còn uh, chúng ta sẽ bật để dễ dàng nhất ý, để kéo dài thời lượng pin thì chúng ta sẽ bật là on way để khi ngay khi mà chúng ta vừa rút sạc thì là máy sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm pin khi mà chúng ta chuyển qua cái chế độ tiết kiệm pin ý, thì là chúng ta sẽ thấy màn hình tối đi vì nó có một cái tùy chọn ở đây là lower screen brightness tức là khi mà chúng ta bật tiết kiệm pin thì là cái độ sáng màn hình nó sẽ bị tối đi thì chúng ta sẽ bỏ tích ở đây đấy thì còn đâu là sau đấy thì anh em sẽ tùy chọn cái độ sáng màn hình theo cái mức mà anh em yêu cầu đấy đấy là về tùy chọn uh, tiết kiệm pin đấy là phần đầu tiên phần thứ hai thì anh em sẽ vào là phần uh, và tùy chỉnh cái, uh, cái đặt uh, điện cho máy thì đó chính là cái power plan thì chúng ta sẽ chọn là trên advanced power setting này đấy ở đây nó có rất là nhiều tùy chọn thì trong cái uh, nhu cầu của tôi thì tôi sẽ chỉnh mấy cái chính thì đầu tiên là chúng tôi sẽ chỉnh là cái Uh, phần power này đó thì anh em chuyển hết tất cả về không để khi mà máy nó lốt ít thì nó sẽ tự động nó 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 giảm cái sung về đến cái mức mà chúng ta thấp nhất đấy tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần là multimedia thì ở đây là anh em hay chạy uh, xem phim uh, xem video thì chúng ta sẽ bật cái phần là when playing video thì ở phần pin ấy chúng ta sẽ chọn là uh, optimize uh, power setting đó Uh, power saving đó cho chúng ta apply đấy để chúng ta chuyển qua chế độ đấy uh, tiếp đến thì cái amd graphic power setting này đấy thì anh em cũng bật lên và anh em sẽ chọn là ở đây optimize battery này đó thì anh em apply nó một cái đó thì chúng ta sẽ có cái phần uh, uh, tiết kiệm pin nhất khi mà chúng ta chạy còn uh, nếu mà anh em muốn mà ở cái chế độ uh, pin mà nó có uh, giảm hết tất cả các thứ thì anh em vào tùy chọn từng cái một Đấy, ví dụ như là chúng ta vào wifi này, ở đây thì là chúng ta đang để là battery là medium per saving anh có thể anh em có thể chuyển vào là là maximum maximum power saving. Đấy, tùy theo cái nhu cầu của anh em mà anh em sẽ chọn còn đâu là bây giờ tôi đang để một cách cơ bản thôi. Đây là theo cái nhu cầu của tôi. Đấy là phần số 2. Còn phần số 3 thì anh em sẽ bấm là nút uh, chúng ta sẽ gõ ở trong này là service. Đó. Thì anh em nhìn thấy này, chúng ta sẽ vào phần app này và ở đây là rất nhiều các cái tác vụ mà anh em uh, sẽ đang chạy uh, và khởi động đi kèm với máy thì anh em có thể là uh, tùy chọn từng cái một đấy cũng tùy theo nhu cầu sử dụng đấy như của tôi thì uh, tôi vẫn đang để nguyên tuy nhiên thì nếu mà anh em cũng, uh, không dùng uh, một vài cái ví dụ như là xbox chẳng hạn đây ví dụ như là xbox thì chúng ta có thể tắt đi bằng cách là bấm chuột phải vào chúng ta chọn là property đấy xong anh em ở phần start Time anh em chọn là Disable Đấy thì là sau up up và ok thì là nó sẽ tắt cái này đi luôn. Và cái này nó sẽ có cái hiệu quả khi mà anh em khởi động lại máy. Đấy là cái hướng dẫn mà những cái tùy chọn cơ bản cho anh em để uh, có thể uh, tiết kiệm pin được vấn đề tiếp theo mà anh em uh, đang gặp đó chính là cái lỗi mà cái hệ thống nó không tương thích hoặc là lỗi hệ thống nó không được tối ưu gây ra cái hiện tượng là giúp giảm hiệu năng hệ thống trong đó thì các anh em hay gặp nhất đó chính là vấn đề với driver của AMD và driver của Wi-Fi gây ra hai cái lỗi chủ yếu là thứ nhất là máy chậm đờ lag nóng hoặc là với Wi-Fi thì chúng ta sẽ có cái lỗi là uh, sóng yếu này rồi là mất kết nối rồi ping không ổn định thì đây là cả hai cái vấn đề mà chúng ta hay gặp nhất khi mà chúng ta bật Windows update. À, bình thường thì Windows update nó không gây hại gì đối với máy. Tuy nhiên thì khi chúng ta bật Windows update thì chúng ta nhận bản cập nhật Windows, chúng ta cũng sẽ nhận luôn cả những cái driver OEM uh, mà nó không tương thích hoặc nó chưa chuẩn xác lắm đối với cái chiếc HP Victor mà anh em đang dùng. Từ đó thì gây nên cái hiện tượng là driver không chuẩn dẫn đến là cái phần cứng của chúng ta được điều khiển làm việc nó không chuẩn theo làm giảm cái hiệu suất không đạt được cái hiệu năng mà chúng ta mong muốn thì khi mà chúng ta gặp vấn đề đấy thì anh em sẽ phải giải quyết theo hai bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ tắt Windows Update và bước thứ hai thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái driver chuẩn từ web của HP là support.hp.com cái chéo driver. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách cài driver chuẩn theo HP để giúp máy đạt được hiệu năng tốt nhất. Phần tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành là tôi hướng dẫn cho anh em là cách cài Uh, BIOS và cài driver sao cho nó chuẩn nhất kể cả khi mà anh em đã bị cài sai Đấy thì uh, chúng ta lại có đây là chiếc uh, Victor với cấu hình là r sáu h và các màn hình uh, RTX 3050Ti Thì uh, tất cả các cấu hình còn lại anh em đều thực hiện như thế nhé uh, Tại vì cái vấn đề là anh em khi sử dụng video update sẽ bị nhận những cái driver OEM mà chúng ta Không muốn cho nên là bây giờ chúng ta sẽ phải tắt video update đầu tiên Anh em sẽ bấm vào Start này Anh em bấm Service này đấy anh em là vào service và chúng ta sẽ kéo xuống cuối cùng ở đây chúng ta có mục là Windows Update thì anh em uh, chuyển qua ở đây là anh em sorry anh em anh em đã bấm vào Windows Update ở đây là anh em sẽ chuyển qua Disable này đấy tôi đã Disable sẵn rồi bây giờ anh em chuyển qua Disable đi anh em apply OK thì đây nó đã dừng dừng cho anh em rồi đó xong tiếp đến thì sau khi mà chúng ta tắt Windows Update rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tải driver theo cái chuẩn của anh em anh em bấm vào Internet, thích trường truyền nào cũng được. Sau đây chúng ta gõ là HP driver đó, anh em bấm chọn rồi là chúng ta sẽ ra cái trang là support.hp.com, em bấm vào và chúng ta ở đây đang là tìm kiếm là driver của laptop đúng không ạ? Anh em bấm vào laptop, gõ cái mã bạt của anh em. Ví dụ như của đây của tôi là mã là 4R0U8PA đó, nó tự động gợi ý luôn đó thì là nó đi kèm con Victor này nó sẽ có hai phiên bản là Windows 10 và 11 ở đây tôi đang có Windows 11 em bấm vào luôn sau đấy anh em chọn cái phiên bản đó rồi anh em bấm Submit thì chúng ta sẽ sổ ra ở đây là rất là nhiều các cái phiên bản Windows và Driver đó thì anh em đầu tiên là phần phần BIOS đi BIOS đây là version là F14 thì anh em so sánh với cả uh, hiện tại trong máy ở đây thì của tôi đang là chiếc máy nguyên bản thì là version là F12 thì cho nên là anh em có thể tải về. Đó, thì anh em có thể bấm vào đây này, bấm vào download này. Thì anh em tiếp đấy là chọn là no thanh, I Will download and install manually. Đấy, thì là sẽ trang sẽ nhảy ra cái phần download hoặc là không anh em sẽ bấm chuột phải vào. Đó. Thì nó cũng sẽ nhảy ra phần download. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ xem là phần driver audio, driver AMD hay là driver uh, network Đấy, anh em hay gặp là vấn đề về driver của AMD và network thì tôi sẽ hướng dẫn uh, driver network để cho nó đơn giản. AMD thực hiện giống y hệt. Thì chúng ta tìm đến ở đây là mục là Realtek Wireless LAN Driver. Thì anh em bấm chuột phải và để cho, cho, nó tải về. Đó, chúng ta sẽ thấy một cái file nhảy về rất là nhanh. Thì anh em là tôi khuyên là anh em sẽ tải về trước, sau đấy là anh em mới tiến hành là uh, cài driver thì chúng ta trong cái quá trình thực hiện ý, là chúng ta sẽ ngắt cái kết nối internet ra để Uh, chúng ta có thể là uh, okay. giúp cho máy là không tự nhận cái phần uh, driver uh, tự động từ uh, internet đấy thì là anh em uh, tắt mạng đi đấy sau đấy là anh em sẽ vào anh em uh, vào start này anh em bấm uh, uh, gõ là device manager đấy anh em bấm vào đây thì chúng ta sẽ ra cái phần quản lý uh, thiết bị và driver chúng ta sẽ tìm đến với phần uh, Network thì chúng ta sẽ có là Network adapter còn nếu mà anh em gặp lỗi với phần driver AMD thì anh em sẽ chọn là display adapter. Đó, đây em AMD Radeon Graphics đây. Tùy vào cái phần mà anh em gặp lỗi ở trong cái list này thì chúng ta sẽ chọn cái phần tương nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có driver Wi-Fi đúng không ạ? Anh em sẽ click chuột phải vào, anh em sẽ chọn uninstall device và anh em sẽ tích tiếp vào cái attempt to remove the driver for this device. Đấy anh em sẽ bấm chọn là uninstall. Và chúng ta chờ là như thế là chúng ta đã gỡ được cái driver đang có trên máy, cái driver mà chúng ta không mong muốn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ vào là cái phần Windows Explorer đúng không ạ? Thì chúng ta vào phần Download. Thì cái driver mà chúng ta vừa tải về, thì tôi nhớ là cái, cái con số này. Đó, thì anh em bấm mở lên. Đó, chúng ta sẽ hiện ra là Realtek. Anh em bấm Yes. Và anh em bấm Next. Chúng ta sẽ cài như bình thường thôi. Đấy, và anh em sẽ chờ sau khi thông báo nó biến mất thì uh, tức là cái phần driver đấy đã cài xong đó thì uh, tương tự anh em sẽ thực hiện với cả driver của AMD thì ở đây anh em cũng sẽ bấm chuột phải vào anh em chọn uninstall và anh em tích vào attempt to remove và sau đấy anh em chọn uninstall uh, vì cái phần thời gian thực hiện của cái driver AMD này nó sẽ rất là lâu nó tốn thời gian cho nên là tôi sẽ không hướng dẫn anh em đấy uh, anh em cứ thực hiện như bình thường giống như là là với driver Wi-Fi đó, và sau khi anh em cài lại thì anh em chỉ cần uh, khởi động lại máy tính và chúng ta đã có được một chiếc máy có cái driver chuẩn. Nếu mà với cái trường hợp mà anh em sau khi cài xong mà vẫn không ok ấy, thì là tức là cái vấn đề mà gặp driver của anh em thì nó bị lỗi khá là sâu thì uh, tôi hướng dẫn thêm một cái cách thì anh em có thể gọi là recovery bin, tức là chúng ta sẽ chuyển đổi cái hệ điều hành về cái mức uh, gốc mà máy đi kèm. Thì anh em sẽ bấm vào start sau đấy là anh em chọn setting đấy và anh em vào phần là kéo xuống cuối cùng chúng ta có mục là recovery đây ạ đó sau đấy là anh em sẽ chọn là reset zpc đó sau anh em chọn remove everything sau đấy anh em chờ một chút nữa anh em mọi người nhớ là trong quá trình này thì chúng ta sẽ uh, phải cắm sạc để máy có thể đạt được cái tốc độ cao nhất đấy anh em uh, có thể trên setting và anh em uh, chọn là clean data đấy thì anh em ở đây là chọn là clean all này đấy thì anh em bấm confirm thì uh, tất cả các cái thông tin của anh em sẽ biến mất đấy, sau này anh em bấm chọn next thì là máy nó sẽ thực hiện là cái việc này ở cái bước cuối cùng đây thì là đây tất cả các cái setting ở trên màn hình mà anh em đang chọn đây reset, will remove all, remove anything đấy nó sẽ chuyển về cái cài đặt gốc của máy thì xong cuối cùng anh em sẽ bấm vào nút reset thì ở đây là tôi đang thực hiện là hướng dẫn cho anh em nên tôi không bấm chứ còn nếu mà chúng ta thực tế thì bấm reset một phát là cái phần mềm nó sẽ chạy luôn và nó sẽ recovery win luôn và nó sẽ đưa máy về cái cài đặt gốc của phần mềm nếu mà cái bước này mà anh em thực hiện mà vẫn không được nữa thì là anh em vui lòng là mang máy qua trung tâm bảo hành thì cái contact của chúng tâm bảo hành thì ở HP Việt Nam ấy thì là tôi có để ở phần mô tả video thì anh em có thể vào để tham khảo thì chúng ta sẽ mang máy đến và bên chúng tâm bảo hành sẽ hỗ trợ anh em cài đặt lại cái phần uh, Windows cùng với driver đấy nguyên bản như là máy vừa xuất xưởng để có thể đạt được cái hiệu năng tốt nhất. Và đó tất cả chính là những cái cách mà những cái uh, tối ưu mà tôi muốn hướng dẫn cho anh em để sử dụng cái chiếc HP Victor một cách tốt nhất, ngon nhất, tối ưu nhất. Là anh em thấy thế nào về video này nếu thích thì hãy bấm like và bấm subscribe để ủng hộ cho mạng siro nhé hẹn gặp anh em vào những cái video tới chúc anh em sử dụng HP Victor ngon và vui vẻ.